Vào 4 giờ sáng nay ngày 6 tháng 11, tâm bão cách đảo Sông Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 8-60-75 giờ, giật cấp 10. Bắn kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm đến 4 giờ sáng mai ngày 7 tháng 11, tâm bão cách đảo sông Tử Tây khoảng 330 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 9 75 90 giờ, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển chậm về phía nam, sau đó tiếp tục đổi hướng di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm đến 4 giờ ngày 8 tháng 11, tâm bão cách đảo sông Tử Tây khoảng 280 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 19 trừ 100 giờ, giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 50 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 9 tháng 11, tâm bão cách đảo sông Tử Tây khoảng 180 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 giờ, giật cấp 13. Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển về phía tây và tốc độ di chuyển nhanh hơn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy dân quốc gia nhận định, bão số 6 có hướng di chuyển rất phức tạp, khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin bão của trung tâm để có thông tin mới nhất.